Cúp làm máy lên full 110 tại tiệm sửa xe khách. Đang tháo máy rồi để lên full 110 nha nè. Nhận lên full 70, 100, 110, 125, 125, 150, 175. Cái cúp nha nè. Honda Super Cup nha nè. Anh em nào chạy cúp 50 thấy máy yếu hao xăng cứ qua tiệm xe Khánh nè. Có nhận làm nồi làm máy cho anh em. Bao mạnh bền bóc cái kia xăng. Nhận chế đề cho cúp luôn nha nè. Anh em tới địa chỉ 462-15 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10 nha ha. Khánh có làm có ráp cho em luôn. Ở xa liên hệ Khánh để mua hàng nha nè. Số điện thoại Khánh 038-9910-535. Còn đà cúp 50 nha nè. Chào tất cả anh em ha.